Chúng ta sẽ cùng tập cái bài Tú Anh, cây đàn kèm với Hồ Tư. Thì cái bài Tú Anh này là một cặp với bài Xuân Chiều. Đó, sau khi mình đàn bài Xuân Chiều xong thì người ta sẽ qua đàn, thường là đàn qua Tú Anh luôn. Thì để qua được từ Xuân Chiều qua Tú Anh thì ta có thể là bỏ bớt một nhịp, nửa nhịp cuối của cái câu cuối, nửa nhịp của câu cuối bài Xuân Chiều để vào bài Tú Anh cho nó đúng. Hoặc là đền hết bài Xuân Chiều rồi mình chầu thêm một nửa nhịp nữa là mình vô bài Tú Anh là nó đúng luôn cái nhịp ha. Thì tôi cũng hướng dẫn cái cho chúng ta đàn giống y trong cái sách mà tôi đã viết ra. Hy vọng là đây là những cái chữ đàn cơ bản, nó không hay nhưng mà nó là cái cơ bản để chúng ta tiếp cận cái đàn kèm. Sẵn đây tôi có một số anh em khi mà tôi đăng một số bài trước lên á thì có hỏi chữ U chữ Y có một chỗ gì đằng sau. Thì chữ U nè, tôi nói nó lại trên sơ này tí ha, buông không dây dưới đi, là chữ sàn, chữ sang á, bấm vô cái này C nè, vậy nó đâu có chữ cống, C tới quang nó có chữ cống, thì chữ cống phải là một nè, một nhắn vô à. Tương tự vậy thì chữ U và chữ Y, chữ U một chỗ nè, chữ Y thì mình cũng dùng chỗ này mình nhắn vô. Có một số chữ mình nhắn vậy ha, I, U rồi C cống. Đó, có hai chỗ cần nhắn. Nhưng mấy chỗ khác mình thường những người đàn điêu luyện người ta lại mượn chữ không à. Nó hay hơn là đàn ngay chữ chánh, C cống à, U, Y rồi này C cống, chữ này lặp lại phía trên. À. Rồi mượn chữ, ý tôi nói mượn chữ là sao? Ví dụ nè, chữ này chữ cống nè à, nhưng mà thường người ta muốn đờn cái bài mùi, người ta không đờn chữ cống đây, ta mượn à. Đó, mượn chữ như vậy thì mình có thể mình rung được. Còn ngay chỗ này, nhiều khi phím đàn nó già hoặc nó non thì nghe nó không hay nha. Rồi cái bài Tú Anh, bây giờ chúng ta sẽ tập bài Tú Anh nè. Bài này 20 câu. Câu 1. Liêu công si sang y sư. Mỗi câu tôi vẫn dậm 4 song lan nha, 4 song lan nhưng mà thật ra cái nhịp đúng của nó là cuối câu là một nhịp thôi. Lần 2. Lần 3. Câu 2. Sư sư liêu công. Từ câu 1 qua 2 nè. Vậy là tôi dẫn có 2 song lan rồi. Câu 3. Liêu công si sàng si công liêu sừ, sừ si sàng si công liêu sừ. Lần 2.
Khi tôi đền thì mình đền bấm ngón vàng như che lại mắt. Đó, thật ra là cần sách là lý do như vậy, tại che lại mình không biết bấm chỗ nào à, mình có sách mình nhìn nó dễ hơn ha. Lần ba. Câu 4. Sư Ú liêu công liêu sàng sư công liêu công sư sàng. Lần 2. Từ lần 1 qua lần 2 có thể một cái chữ chữ sang chữ C đó tôi bấm nó rạch chỗ ha. Ví dụ C. Thì tôi lần 2, lần 1 lỡ tôi có đờn nó bị sai, lần 2 tôi sẽ đờn lại cho nó giống trong sách. Lần 3. Câu 5. Sang y sự sang công si sang si sang sang y u. Lần 2. Lần 3. Câu 6. U sang u liêu cầm xề cầm liêu u. Lại lần 2. Lần 3. Câu 7. Sang y u sang u liêu cầm 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 cầm. Chữ này mượn nè ha, cái chữ công này là phím 24, mà tôi bấm 23 tôi nhắn vô thành 24 ra chữ nó sẽ mượt hơn. Lần 2. Lần 3. Câu 8. U liêu sàng xê công liêu sàng xê công sàng công liêu xê. Lặp lại lần 2. Lần 3. Câu 9. C công C sang sư liệu sư sang C. Chữ C cuối câu 8 này kéo dài qua cho cái nhịp đầu tiên câu 9 đó nha. Cuối câu 8 à. Hãy
À. Hệ không hệ không liễu sự 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 không sự 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 liễu sự 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 À. Tôi cái này cái nhịp, cái chữ đờn nó rải ra quá nên nghe nó lạ lạ. Câu chính nè, từ câu 8 chữ C đó mình ru cho nó qua chữ C đầu của câu chính luôn. À, đừng lại câu 8 cho qua câu chính này. Sừ đó nó cũng kéo chậm giống như hai chữ C nãy. Cầm xề cầm liêu sự. Câu 15. Sang u liệu cần
sang u liêu cần liêu sự sự sang u liêu cần. Mấy cái này mình phải đờn liền từ câu 13, 14, 15, 16 rồi chứ nè. Đờn từ câu thôi, bây giờ mình tập từ câu đi. Một chút mình có cái bài mẫu thì mình thấy nó sẽ liền mạch, nó hay, nghe cái dần điệu nó hay hơn. Lại câu 15 nè. Lặp lại. Câu 16. Liêu sàng sư công, liêu công sư sàng, sư sàng liêu, sư liêu phan công. Lần 3. Câu 17. Liêu sàng sư công, liêu công sư sàng, sàng sàng u u. Lần 2. Lần 3. Câu 18. Sang 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 liêu liêu u sang u liêu sàng sê công. Lần 2. Lần 3. Câu 19. Cầm 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 liêu u sang liêu u sang u liêu sàng thề cầm. Lặp lại lần 2. Lần 3. Câu 20. Công sư liêu công sư sàng, sàng sàng sư liêu công sư sàng. Hết bài ha. Lần 2. Chữ cống này là chữ của cuối câu 19 á. Lần 3. Rồi, sau khi học xong thì bây giờ mời các bạn sẽ đàn theo các bài mẫu sau đây ha.